Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại channel của mình là Coi và mình đã quay trở lại rồi đây. Mọi người còn nhớ tấm hình gọi là tấm hình bứt phá này của mình không? Cái tấm hình mà ông từ 957 cách đây 1 năm về trước, Masenko cấp 1 anh em còn nhớ không? Nó vẫn là Masenko cấp 1 đó anh em. Đó tấm hình mà gọi là nó luôn loạn trong ký của đầu mình. Mình đã mất 90 ngày, thời đó là trứng ma bư mới ra nhá. Mình đã phải mất 90 ngày để đợi cái con đệ tử ma bư này. Và sau cái kết úp đó chính là Masenko cấp 1. Mà nó nản lòng vơ lơ luôn. Và cái đợt đó thì mình vẫn là nâng Masenko cấp 7 và úp lên 19 tỷ. Nhưng mà mình vẫn bị cái cơn ác mộng này nhập vào đầu. Hồi đó thì nói chung là đồ mình còn khá là cùi luôn. Mang toàn đồ 3 sao, 4 sao. Thậm chí là không có đồ 4 sao luôn. Chỉ mang đồ 3 sao thôi. Và cũng được một con xeo con ấy. Nói chung là hồi lúc đó thì mình rất là nghèo luôn, gom góp mua được mỗi cái ác. Đấy, thì nói chung là cơn ám ảnh Masenko vẫn còn. Đấy, và một năm sau nó vẫn vậy anh em. Tại vì sao thế nhỉ? Tại vì sao mà toàn là ác chính của mình không? Ác chính của mình không? Mà thấy đéo nào ấy anh em ơi. Ác chính của mình không mà nó cứ gọi là cứ karaoke là thì Masenko. Hết lần này đến lần khác không biết do ăn ở hay thế nào đây. Mà phải do ăn ở thì phải cho tất cả mọi người chứ. Thế đéo nào mình mở cho người ta Krakame Atomic rồi thì tái tạo năng lượng Thái Dương Hạ San mình mở cho mình thì cứ gọi là thế này này. Masenko. Rồi thì hết Masenko xong này Kaioken. Mà nghe nó nản lòng vơ lơ luôn các bác ơi. Vậy nó đang nghe nản lòng vơ lơ luôn á. Đấy, rồi ơi, cái gì đây? Ta sẽ truyền năng lượng giúp con để mở giới hạn lên 20 tỷ à? Ôi rồi, cái này đéo quan tâm đâu. Hôm nay thì mình sẽ làm clip đó là hợp thể bệnh viện. Đó, vì con đệ Kaioken, nó hợp thể bệnh viện với con đệ Kaioken. Nói chung là vậy, mình rất là đáng tiếc luôn. Một huyền thoại Hello Xe 7 với skill là Masenko cấp 1 đã từng quẩy nã Xe 7 và làm nên nhiều kỳ tích trên YouTube Coi Ông Tư 97. Sau khi mở skill 2 vẫn rất được nhiều người ủng hộ. Và sau khi mở skill 3 vẫn rất nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên thì chúng ta phải xa cách nhau từ đây anh em ạ. Cái gì cũng tới một thời điểm nào đó nó sẽ kết thúc, sắp tới Tết rồi. Mà ăn Tết không ngon lành gì hết anh em ơi. Phải úp lại từ đầu nó nàn vơ lơ luôn. Và chắc chắn rồi lần giờ mình hợp thể này. Anh em xem này. Cái chỉ số của nó là 88k với 90k. Thì tỷ lệ nó đã Thái Dương Asan với tái tạo năng lượng đáng chi nó phải rất là lớn. Nhưng mà sai lầm của mình đó chính là mình lại mở trong cái bản đồ, mở skill 3 trong bản đồ thường rất là thối luôn. Nói chung là quá đen đi anh ạ. Quá đen đi. Nay thì mình sẽ hợp thể viện 1 tỷ 5 sức mạnh này. Nó sẽ vào tiềm năng của mình. Như vậy là tiềm năng của mình sẽ lên 20 tỷ 500 triệu. Ôi dồi ôi, một con số đáng để ngưỡng mộ đây anh em ơi. Rất là phê. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hợp thể viện nha. Sau khi nhấp vào hợp thể thì nó sẽ hiện lên cái dòng là bạn có chắc muốn kết hợp thể viện với đệ tử của mình không? Toàn bộ sức mạnh của đệ tử sẽ chuyển thành tiềm năng của bạn. Tức là đệ mình 1 tỷ rưỡi tiềm năng thì mình sẽ có là 1 tỷ 5 tiềm năng sau khi hợp thể bệnh viện. Tức là hiện tại mình đang có 19 tỷ, sau khi hợp thể sẽ có 20 tỷ 5. Rất là đáng tiếc con đệ này mình đã. Nói chung là rất là cực khổ luôn. Úp từ, anh em biết là úp từ sơ sinh mà úp lên 149 triệu. Xong rồi nâng skill 2 lên Atomic cấp 4. Rồi thì úp lên mở skill 3 nó cực kỳ tốn kém. Cái ạc này nói chung là mình đã tiêu tốn vào đây là 2 triệu rồi nhưng mà không ăn thua anh ạ. Không ăn thua. Nó vẫn là Atomic với là Kaioken. Nên hôm nay mình quyết định là cho nó đi về nơi xa xứ. Hợp thể vĩnh viễn với con đệ Kaioken. Không còn gì để tiếc nuối nữa. Chúng ta bắt buộc phải xài cái hành động này thôi. Rất là buồn luôn anh em ạ. Con đệ đã gắn kết với mình bao nhiêu lâu rồi. Nào bài vĩnh biệt con đệ tử của mình. Trời ơi anh em ơi, hết đệ. Như vậy là và tình yêu này sẽ chẳng bền lâu. Kết thúc rồi anh em ơi. Mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Không còn gì để vương vấn. Hết rồi anh em ơi. Trời ơi, 20 tỷ năm sức gọi là tiềm năng. Trời ơi, quá buồn đi anh em ơi. Quá buồn luôn, thật sự là quá buồn luôn. Bây giờ không còn đệ tử nữa. Không còn ai có thể bên cạnh và bảo vệ mình nữa. Quá buồn anh em ạ. Mình thật. Gọi là con đệ của Hello Xe 7, một con đệ Namex. Do thằng gọi là Đại ca 8B Server 2 làm cho, tức là Hải Dương 39 làm cho. Nhưng mà bây giờ nó đã đi xa quá xa rồi. Chắc phải nhờ nó làm lại con đệ nữa thôi. Quá buồn anh em ạ, phải nói rất là buồn luôn.
Trời ơi, cái này làm đệ chắc giờ cũng dễ rồi. Nói chung là có Marchenko là chắc làm dễ rồi. Quá buồn anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa? Chỉ cần Kaioken. Đấy thì mình cũng hợp thể luôn. Nên là anh em nào mà skill 2 là Marchenko thì mình nên khuyên anh em là nên đổi đệ mà úp lại con mẹ nó đi. Thật luôn ạ. Đấy anh em cứ nâng lên cấp 7 úp Marchenko làm gì. Nó khổ vờ lờ luôn. Đã thấy skill 3 Kaioken nó phế nữa. Một số bạn lại cho ý kiến rằng là anh còi không mấy thì anh gọi rồng 1 sao để đổi skill đi. Đợt ốc tiêu 97 anh em có nhớ không? Cũng là Atomic với là Kaioken. À ốc tiêu 97 cũng là Atomic với là Kaioken. Và mình phải gọi rồng mấy lần ạ? 5 đến 9 lần. Và nó vẫn vậy. Nó vẫn ra Marchenko với là Thái Dương Asan đến khúc cuối. Mà skill đầu của mình đã là Marchenko Thái Dương Asan rồi. Đấy anh em thấy buồn lòng vờ lờ chưa? Đấy chính vì thế nên là mình khuyên anh em đừng nên gọi rồng đổi skill đệ tử. Trừ khi skill 2 của anh em là Marchenko và skill 3 là Kaioken thì chúng ta gọi chắc chắn nó sẽ thành bộ skill ngon. Còn skill anh em mà Atomic với lại Kaioken thì chắc chắn gọi tỷ lệ cao nhất là nó vẫn thành là Atomic rồi Marchenko. Chắc chắn skill 2 nó sẽ thành Marchenko. Tỷ lệ cao nên nó cực kỳ ít luôn. Đấy là mình nói thẳng cho anh em. Rất là buồn hôm nay là gọi là chia tay con đệ tử cũ nha. Hẹn một dịp gần nhất chúng ta sẽ có con đệ tử mới trong tay anh em ơi. Thôi rồi clip này hơi bị buồn luôn anh ạ. Quá buồn. Chia tay đệ tử gọi là chỉ vì Kaioken thôi. Mất dạy quá con đệ tử gọi là quá mất dạy đi. Ra Kaioken nên là mình cho nó ra đảo ở luôn. Thôi rồi ba anh em nha. Nói chung là sắp Tết rồi. Dự định là Tết này sẽ có nhiều sự kiện gọi là hơi bị VIP đây. Hụt máu mạnh đấy. Ok thôi rồi ba anh em nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Ok bye mọi người.